HB Shop, xin chào các bạn nha. Hôm nay có một cái ban bệnh của máy photo các bạn. Thì sau khi mình kiểm tra thì cái ban nó như thế này đây. Khi chúng ta chọn photo á thì máy nó kéo lên giấy, cái cụm kéo giấy vừa lú ra một khúc thì nó sẽ ngưng, nó không có kéo lên nữa. Tức là vừa kéo giấy lên ra được một chút, khoảng chừng 1 cm các bạn, thì nó không chạy nữa, nó báo kẹt. Thì sau khi mình kiểm tra thì nó bị ở cái cụm kéo, 4 cái cụm giấy các bạn, cái cụm phía sau máy đây. Ở đây mình đã tháo ra đây, mình tháo ra cái cụm phía sau của máy Toshiba phía sau, thì cái cụm đó nó kéo 4 cái cụm lấy giấy này, 1 2 3 4. Thì có thể là nó bị mòn quánh răng cho các bạn. Thì chúng ta kiểm tra cái cụm kéo 4 cụm giấy này ở phía sau thì mình đã tháo ra rồi. Đây là nguyên cái cụm của nó các bạn. Nó gồm các cái bánh răng nó liên kết với nhau. Thì các bạn thấy đây nè, đây là cái bánh răng cũ của nó. Thì cái bánh răng này đó là cái Paper Line Wrist 64T nha. Đó, thì để mình chỉ cái chỗ nó mòn cho các bạn xem. Đây các bạn, nó mòn trắng luôn. Thì khi nó quay tới đây thì nó không quay được nữa, cho nên nó không có kéo giấy lên được nha các bạn. Thì cái này mình phải thay cái bánh răng này. Bánh răng này nó sẽ tùy lên cái motor, cái nhông ở đây nè các bạn nha. Đó, như thế này đây. Đó, thì đây là cái motor kéo của nó. Thì nó bị mòn chỗ đó rồi, cho nên giấy nó không có đẩy lên được, nó không có rút giấy lên được. Thì sau khi mình kiểm tra thì mình sẽ thay cái này, bánh răng 64T nè các bạn. Thì các bạn cũng nên thủ sẵn cái bánh răng này ở trong nhà nha. Nếu mà các bạn làm á thì các bạn nên thủ sẵn. Thì cái này nó kéo giấy rất nhiều cho nên rất là dễ bị bể mấy cái răng, cho nên chúng ta phải thủ để sẵn. Đây cái mã nó đây các bạn xem, để thay cho cái bánh răng chỗ cái motor này đây nha các bạn, chỗ cái đây. Đây các bạn, thường thì mấy cái bánh răng phía bên trên đó các bạn thì nó ít bị mòn hơn nha. Nó mòn là mòn cái bánh răng là tiếp xúc trực tiếp với cái motor quay thôi các bạn. Đa phần là nó bị hư cái bánh xe đó nha. Thì ở đây mình đã có sẵn một cái bộ để thay. Đó. Thì bây giờ mình tiến hành mình lắp vào. Thì trước khi lắp vào chúng ta phải sử dụng vệ sinh sơ nó các bạn. Tại vì nó chạy lâu ngày nó rất là bụi. Cao quét sơ nó cái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Bánh răng này chúng ta lắp trước nha. Đó. Đây nó tùy lên cái trục quay của cái motor nè, các bạn thấy không? Đó. Rồi tiếp tục. Là chúng ta cứ lắp từ từ các bạn. Rồi tiếp tục tới bánh nhông này. Rồi bánh nhông ở trên cùng. Đó.
Rồi, tương tự bên đây cũng vậy các bạn. Thì bên đây nó cũng có một cái nhông cũng giống như bên cái trục tiếp xúc với cái trục của motor, mình gắn vào luôn để phòng hờ. Thì mỗi một cái cụm này mình nó lắp hai cái, để một cái này mình thủ cho các bạn. Thì sau này nếu mà cái bánh nhông này nó có mòn, nó có bể nhông nữa ha, thì chúng ta sẽ lấy cái phía bên đây chúng ta thay qua. Chúng ta để sẵn một cái. Rồi các bạn, bây giờ mình đã thay hai cái nhông này, các bạn thấy hai màu rõ ràng không? Màu trắng nè, là hai cái nhông mới. Thì hai cái nhông này mình thấy đây nó giống nhau. Cái nhông thứ nhất, thứ hai nè các bạn, là nó tùy lên motor. Thì các bạn để đây một cái, thì sau này ví dụ như cái nhông này á, mà nó có mòn đi các bạn, thì sẵn ở đây mình tháo ra, mình thay qua luôn cho nó tiện. Để không tới khi mà bị á, để chúng ta thay á, thì nó đi tìm kiếm chậm trễ cho công việc của chúng ta nha. Đó, bây giờ chúng ta quay là nó kéo 4 cụm là ok rồi đó các bạn. À, chúng ta để cho các bánh răng nó vô khớp hết nha. Nếu như nó không vô khớp là nó cũng không có kéo được các cái trục được các bạn. Đó, cho nó sập khớp hết như thế này, chúng ta đè xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để nắp lại. Thì riêng cái mà chỗ mà cái trục để mà tiếp xúc với cái motor các bạn, chúng ta nên cho nó một miếng lông đờn để gì, cho nó đè sát xuống như thế này, cho nó đè sát xuống. Thì chúng ta đẩy cái nắp lên á thì nó sẽ khít luôn. Còn nếu như mà chúng ta lâu ngày mà chúng ta chạy mà nó mòn á, nó sẽ dụt mấy cái chấu ở trong cái bánh răng này, nó sẽ kéo không ăn các cái cụm này nữa nha. Thì chúng ta chêm một cái miếng lông đền như thế này, rồi sau đó chúng ta sẽ đậy nắp lại. Như thế này các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành bắt ốc lại cho nó luôn. Là chúng ta đã thay xong cái cụm này. Các bạn nào mà có cùng đam mê á, thì chúng ta nghiên cứu để chúng ta làm nha. Thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng máy móc á, thì chúng ta cũng nên biết chút ít để mà chúng ta làm hoặc là sửa cho khách. Đi sửa cho khách thì chúng ta cũng phải có chuẩn bị cái đồ nghề sẵn. Thì trong quá trình làm á, chúng ta nên biết là một số cái cụm nào nó sẽ thường hay những cái hư á, hỏng, mòn những cái bánh răng nào các bạn. Thì các bạn làm gia đình hoặc là chúng ta làm ở shop photo này kia đó, chúng ta nên chuẩn bị sẵn đi nha. Đó các bạn, đã thay xong nha. Thì khi quay là một cụm nè,
hai cụm nó đều quay theo nè, ba cụm nè, bốn cụm, à đó là bốn cụm gấp gút giấy nha các bạn. À, thì cái bánh xe này nó sẽ kéo hết, mỗi lần chúng ta phô chỉ một cụm thôi nhưng mà nó sẽ kéo nè. À, thì đây là những cái bánh xe mà cái dấu hiệu nó hư nè các bạn. Thì cái bánh xe này nè thì nó sẽ móp răng nè, à, nó mài măng răng, cái những cái bánh răng này nó răng nó mòn hết nè các bạn nha. Còn như cái này, cái này thì nó sẽ mài mòn ở đây, khi nó quay tới đây thì nó không có quay để rút giấy lên được nữa nha, không kéo lên được nữa. Thì tại sao mà nó làm những cái bánh răng nhựa này mà không có làm những cái bánh răng đúc đó các bạn, bánh răng mà đúc bằng ví dụ như bạc thao các bạn, hoặc là bằng sắt các bạn đó. Tại sao? Thì những này á, nếu mà nó bị lỗi á thì nó sẽ không quay không rút nữa. Còn nếu mà mình làm những cái bánh răng này mà nó cứng quá các bạn thì nó sẽ phá tới những cái phần cứng khác, nó sẽ làm mòn cho cái răng cái motor này, hoặc là nó hư cái trái motor này thì nó còn nặng hơn nữa ha, tốn kém chi phí của chúng ta nhiều hơn. Cho nên tốt nhất là nó làm những bánh nhựa như thế này, nếu mà bánh nhựa nó mòn hư dễ hư hơn thì chúng ta thay nha. Còn nếu mà nó làm những cái cứng quá thì nó sẽ phá tới những ảnh hưởng tới thiết bị phần cứng khác ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành lắp vào máy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp vào. Chúng ta để vào xong ta báo lại các bạn. Thì cái cụm này nó sẽ kéo là bốn cái cụm rút giấy của chúng ta. Nếu mà bánh răng nó bị mòn hư nó không kéo được các bạn. Giấy nó vừa ra tới cái khỏi cụm rút giấy một chút thì nó sẽ báo kẹt ngay, nó không có quay tiếp tục được nữa. Chúng ta bắt ốc cố định chắc chắn cho cái bộ phận này nha các bạn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, rồi. Chúng ta sẽ lắp cái nguồn vào. Cái mạch điều khiển. Cố định mấy cái dây lại. Rồi mấy cái đường nguồn vào luôn các bạn.
Rồi, ok. Bây giờ mình đã lắp vào xong hết rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ in thử xem như thế nào nha các bạn. Rồi, chúng ta mở máy luôn nha. Đó. Rồi, máy nó đang khởi động, chúng ta chờ một chút. Thì nếu như các bạn làm cái nào mà liên quan tới máy móc đó các bạn ha, thì chúng ta đừng có sợ, chúng ta nên nghiên cứu, chúng ta phải tìm hiểu. Chứ thật sự nếu mà máy móc mà nó trục trặc, nó hư đó các bạn, thì nó đơn giản là nó chỉ hư có cái nhông này thôi. Nhưng mà chúng ta gọi thợ và mua đồ thì có thể mất tới vài ngày cho tới một tuần các bạn. Thì trong khi đó cái kinh phí, chi phí của chúng ta bỏ ra nó khá là nhiều trong một ngày, mà chúng ta thu lại nó quá ít. Chờ sửa chữa máy móc để chúng ta làm được thì nó cũng mất khá nhiều thời gian, cho nên rất là thiệt thòi cho chúng ta. Cho nên ta thường nói không biết thì hỏi, cái gì cũng phải hỏi, hỏi tìm được người để giải đáp thắc mắc được cho mình. Mà hỏi người này họ không trả lời, mình hỏi người khác. Mình trao đổi kinh nghiệm với những người khác. Hỏi 100 người không được thì chắc chắn một người thứ 101 cũng giải đáp thắc mắc cho các bạn, cũng giúp chúng ta được một phần nào đó hiểu biết trong cái công việc nha. Rồi, chờ máy khởi động xong chúng ta sẽ in thử một tờ xem như thế nào, dài tờ xem nó kéo như thế nào nha. Thì nếu mà gặp những trường hợp này á thì các bạn nên chuẩn bị một cái bộ hồ sơ xin việc nha, bộ hồ sơ xin việc để chúng ta phô. Thì sẵn phô thì chúng ta sẽ thử máy luôn các bạn, xem máy nó như thế nào nha. Phô ok á, thì chúng ta giữ lại cái bộ này chúng ta bán thì cũng được. Đó, chúng ta chuẩn bị một cái bộ hồ sơ để chúng ta phô đây. Nếu mà chúng ta có giấy nháp hư bỏ các bạn, thì chúng ta lấy chúng ta phô thử test máy luôn cũng ok nha các bạn. Rồi, máy khởi động xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phô luôn. Rồi, chúng ta chọn phô hai mặt giấy ngang star. Đó, sau khi thay xong bánh xe thì nó lấy giấy ok rồi đó các bạn. Rồi, vậy thì chúng ta đã cùng nhau làm cái cụm kéo giấy phía sau của bốn cụm rút giấy của mình nha. Cụm phía sau của máy mình đã quay trực tiếp cho các bạn xem và cùng nhau làm với các bạn. Thì các bạn nào có gặp cái ban này thì chúng ta có thể là nghiên cứu và tự làm được nha. Rất vui được chia sẻ cùng các bạn. HB Shop thân chào các bạn nha.